Liên quan đến chiến dịch tiêm chủng mở rộng toàn quốc vaccine sởi rubella, Bộ Y tế cho biết đã có 757.561 trẻ được tiêm chủng loại vaccine này, bên cạnh đó thì có 30.094 trẻ phải hoãn tiêm. Hơn 30.000 trẻ hoãn tiêm chủ yếu do mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính hoặc là bị sốt. Các trường hợp này sẽ được rà soát và tiêm vét trong thời gian cuối của đợt tiêm hoặc là các đợt tiếp theo. Tính đến thời điểm này thì số địa phương đã triển khai là 26 trên 63 tỉnh thành, 37 tỉnh thành còn lại sẽ triển khai trong thời gian từ nay đến cuối tháng 10. Riêng tại Hà Nội thì dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mở rộng vaccine sởi rubella vào ngày 18 tháng 10 tới. Bộ Y tế khẳng định các địa phương tổ chức chiến dịch tiêm chủng về cơ bản đã có sự chuẩn bị chu đáo, công tác bảo quản vaccine và thực hành tiêm chủng được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được chuẩn bị chu đáo, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm nào được ghi nhận.